Cá cắn tấn công người đi tắm ở Argentina, tên tờ Rosario. Cá cắn đã làm bị thương 70 người đi tắm tại một bãi sông nổi tiếng ở Argentina. Một bé gái 7 tuổi đã bị cắn đứt một ngón tay và nhiều người đã bị thương nặng. Những người bị cá cắn, vết thương rộng từ 2.5 đến 3.5 phân tùy theo độ sâu. Vụ cá cắn tấn công xảy ra tại các bãi tắm trên sông Paraná, nằm gần thành phố Rosario, cách thủ đô Buenos Aires về hướng bắc khoảng 300 cây số. Theo giám đốc của cơ quan khẩn cấp thành phố Rosario, giống cá cắn này thuộc họ Piranha, gọi là Palometas.